Em muốn vô mua đồ đồ Tết, nó sắm vài cái bàn ghế này nọ. Mắc nhất của anh là một cái bộ nào? Bộ y như này thì nó đang vào khoảng tầm 750 triệu. Này giường này nhiêu tiền anh? Giường này thì vào khoảng tầm gần 200 triệu. Đây các bạn coi báo giá nè. Các bạn là hết nào 1 tỷ 231 triệu. Em lên nhà. À ok. Nó nhìn sang nhá. Vô sẵn rồi dắt vàng không à. Đây ở dưới là khách sạn đúng không anh? Ok, dạ. Cái gì bằng vàng nè. Thiệt. Với vàng thiệt đúng không hả? Ừ. Ui. Bạn thiệt hả? Bạn thiệt má, nói gì? Dạ anh, đây là cái món sốt bi cá một xíu. Đây bi cá nữa các bạn. Cái nào là bi cá, cái này là bi cá chưa? Dạ cái này là toàn bộ là bi cá hết. Hả, toàn này là bộ là bi cá mập hết các bạn. Cái đó. Này có kèm thêm một tí giá. À, vợ chồng này ai trả đây? Biên tài trắng tiền đen không? Trắng tiền đen. Như là người nào mà khác hai người còn lại gỡ trả tiền. Đúng rồi. Đó, 1, 2, 3 ô các bạn, hiện tại mình đang ở tại Sài Gòn các bạn. Thì hôm nay là các bạn rộn ràng Tết quá, mình tôi cũng rộn ràng các bạn. Thì giờ là mình sẽ làm một cái video là đi mua sắm đồ Tết. Các bạn bạn sắm Tết thì mình cũng mua sắm đồ Tết. Sau đó sẽ dẫn các bạn đi qua ăn nhà hàng kiểu như là bên tòa nhà Times Square kiểu như 6 sao ở Việt Nam mình. Thì tòa nhà đó là ngày xưa là của bà chủ Phạm Đình Phát, rất là nổi tiếng ở Việt Nam đúng không các bạn. Thì qua đó ăn nhà hàng 5 sao cho bạn xem. Rồi bây giờ là chủ tiệm mình đi qua này mua nội thất đó về gỗ bạn. Nghe nói showroom bên này là của anh Xuân Hoàng, anh quen các bạn. Mình mua đồ Tết thì về gỗ ốc chó thuộc dạng là lớn nhất, showroom lớn nhất ở tại Sài Gòn rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ vô trong showroom bên này cho bạn xem mình mua nội thất bao nhiêu tiền. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ dẫn bạn vô xong showroom bên đây bạn R cộng để mua sắm đồ Tết nội thất theo chân mình, coi thử mình mua sắm như thế nào. Đây bạn, một showroom rất là to hoành tráng bạn, R cộng showroom các bạn. Trong này là bán đồ nội thất gỗ ốc chó rất là xịn nè. Đi theo chân mình vô đây. À vô bạn. Ui. Đây các bạn, đây là trong showroom rất là to. À hai anh. Anh là phải anh bạn của anh Hoàng không? Mình là Quỳnh. À chào anh Quỳnh, đây là anh Quỳnh, ảnh là nghe nói là ảnh là anh là kiến trúc sư đúng không? Đúng rồi, mình là kiến trúc sư. Kiến trúc sư, bạn của anh Hoàng giới thiệu mình qua mua gỗ ốc chó, nghe nói bên này anh gỗ ốc chó xịn luôn đúng không? Ờ đúng rồi. À. Bộ phần nội thất gỗ ốc chó bên mình đây. Đó, ok vậy giờ em muốn vô mua đồ đồ Tết, nó sắm vài cái bàn ghế này nọ giờ trang trí cho nhà cửa. Anh giới thiệu với em xíu được không? Thế mời khoa vào nước đó chứ. Dạ dạ ok ok anh. Vô nước bạn, đây là không gian của showroom. Đúng rồi, mình trưng bày toàn bộ cái sản phẩm. À, mà sản phẩm chỗ nhìn sang ha. Toàn bộ này là trong bộ sưu tập mới nhất của R cộng đấy khoa. À, Sơn Long, mời trời. Mời bạn ngưng nữa. À, cảm ơn anh. Đây các bạn, thì đây là nguyên cái bộ salon rất là to dành cho gọi là biệt thự, biệt phủ. Đó, gỗ ốc chó nhập khẩu từ Mỹ hết đúng không anh? Cái này là gỗ xuất xứ của Mỹ khoa. À, này xuất xứ từ Mỹ, tôi mới đi Mỹ giờ là giờ vô gặp đồ Mỹ không nè. Thì bây giờ em muốn tính coi thử cái bộ salon nào mà mắc nhất của anh á. Thì em tính mua bộ với cái salon. Là mấy cái tủ bát này nọ để chỉnh sửa Tết á. Đó thì anh giới thiệu em thử coi. Bộ nào thì được. Khoa cho anh hỏi là mình sẽ làm toàn bộ nhà hay mình sẽ làm một số cái hạng mục chính thôi? Bây giờ là em muốn gọi là thay thế vài nội thất để ăn Tết thôi. Bên mình thì là thực ra là thế mạnh của bọn mình là chuyên thiết kế không gian. À. Không gian chiếm 50% và đồ nội thất chiếm 50%. À. Vậy là anh thiết kế được hết xong anh bỏ bộ bàn ghế vô nó nhỏ nhỏ lại xíu vẫn được mà đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ theo không gian bọn mình sẽ căn chỉnh lại. À, đây mình mua có từng cái ghế được riêng được đúng không anh? Đúng rồi, từng cái mẫu ghế đây để mình có thể lựa chọn. À, bạn nhỏ bàn này bao nhiêu tiền anh? Bộ này thì nó vào khoảng tầm 100 triệu. À, bộ này thì 100 triệu. Còn cái bộ salon sau này là bao nhiêu tiền anh? Bộ y như này thì nó đang vào khoảng tầm 750 triệu. À, bộ này 750 triệu. Giờ mới hỏi giá với ông xem. Đó, còn bộ bàn ăn này bao nhiêu tiền anh? Bộ bàn ăn này thì nó đang dao động vào khoảng tầm 160 đến 180 triệu. À, 160 180. Nghĩa là tùy theo cái lượng gỗ nhiều hay ít đúng không anh? Đúng rồi, tùy theo số lượng ghế này, kích thước. À. Và mẫu mã nữa. Mẫu mã. Đúng. Còn đây là cái kệ tivi đúng không anh? Đây là cái kệ console. À. Thường thường là để trang trí. Trang hay trí. Cho ví dụ hệ thống tủ rượu mình phải để đồ nhiều á. À, nó giống như bình phong để mình che lại đúng không? Đúng rồi, nó ngăn không gian. À, cái này bao nhiêu tiền anh? Cái kệ này nó vào khoảng tầm 80 triệu. À, tầm 80 triệu cũng ok, vô giá cũng rẻ, mọi người cái bộ ghế salon này là ok nè, 700 triệu đúng không? Đúng rồi. Còn mắc nhất của anh là một cái bộ nào? Mắc nhất ấy, thì nó theo không gian và mình yêu cầu riêng. Mình cái là chắc này mình phải đặt gì anh làm giao sau đúng không? Đúng rồi. Báo giá là giao sau đúng không anh? Ví dụ không gian phòng khách nhà khoa nếu mà chiều ngang phòng này khoảng 9m mà chiều này khoảng 6m thì phải bộ to gấp đôi này. Thì đấy cái giá thành nó phải lên tầm 1 tỷ 2. À, giá thành tầm 1 tỷ 2. Nghĩa là tùy theo không gian đúng không? Còn bộ qua đây ăn thì nhiêu anh? Gỗ không là gỗ luôn nè. Bộ này thì khoảng tầm 200. 200. Nhưng mà sao cái này cái tên là R cộng anh? À R cộng thì nó viết tắt của chỗ chữ Royal Plus.
hơn cả hoàng gia. Royal Palace là hơn cả hoàng gia. Đây là bộ đây là đảo bếp. Giống như cái này là đảo này là bao nhiêu ta? Cái đảo này nó sẽ dao động vào khoảng tầm 120 đến 160. 120, 160. Tùy cái vật liệu đá và các cái thiết bị mình chọn bên trong. Vậy nói chung là giờ cầm 1 tỷ vô mua là được cái bộ ghế salon để thiết kế. Thêm một cái bộ bàn đảo bếp. Đảo bếp. Đúng rồi. Thêm bộ bàn ghế ăn. Bàn ghế ăn. Đây là cái này là cái quầy thu ngân ha, quầy đây là quầy lễ tân. Lễ tân. Nhưng mà sẽ sử dụng đối với trong nhà ở gì sẽ làm quầy bar. Quầy bar. Như Khoa nhìn thấy nó đang dạng bay như này. Đúng rồi. Là giống như trong mẹt đồ. Kiểu đúng như rồi, đúng rồi. To là khách sạn đúng không anh? Khoa có thể mix thêm hệ thống hút mùi âm bàn và có thể ngồi tại ăn tại đảo bếp. Ủa cái này là anh tự thiết kế luôn hay sao? Bên mình tự thiết kế hết. Thiết kế còn chuyên anh là chuyên về cái gì? Thiết kế không gian nhà cửa anh Quỳnh á. Mình là thiết kế không gian và mình có một bộ phận riêng để sáng tạo mẫu. Anh đã bao nhiêu năm trong nghề rồi? Mình kinh nghiệm khoảng tầm 18 năm. 18 năm. Đúng thiết rồi. Kế là anh chuyên thiết kế về cái gì? Mình thiết kế chuyên về nhà ở thôi. Nhưng mà đa phần là biệt thự. Biệt thự. Là anh chuyên có mình showroom này có ở Sài Gòn không hay có ở đâu nữa không? Mình có ở Sài Gòn và Hà Nội. Hà Nội cũng có luôn. Đúng rồi. Ở đâu anh? Hà Nội là chỗ nào? Hà Nội ở chỗ Trung Hoàng Nhân Chính. Chim hồ Liêm Chính. Cũng ra Hà Nội mấy lần không, nhưng mà cũng không đành lắm. Giờ hay thiết kế nhà ngoài Hà Nội nhiều hả? Mình cả hai miền đều nhiều. Hai nhiều. 18 năm trong nghề thiết kế. Xong rang showroom mình là ở như đây thôi anh, còn nữa không? Mình còn trên tầng trên nữa. Lần đi sao anh? Đi lần sao? Đây, sẽ ra cái lối chung của dự án để đi lên. Ồ, bạn biết chỗ này là cái chỗ khu live view là nhiều ông đi ngang qua cũng thắc mắc là chỗ này là cái gì mà không biết đúng không? Còn trên lầu nữa các bạn. Ok, cảm ơn anh. Đây là không gian ở trong của dự án chung của chỗ khu live view các bạn. Đúng trên lên tầng trên ha. Đúng rồi. Đây. Để cho ông xem kỹ khu chỗ này làm sao. Ở trên này nữa. Ui. Chào anh. Ui, trên này có không gian to quá trời luôn. Thêm một bộ salon nữa. Đúng rồi. Ui, mình kê theo cái không gian nó sẽ rộng hơn phần phía dưới. Nhìn xịn bạn. Có ngựa đồ này nọ, không trên này rộng các bạn. Đó giờ anh làm cái công trình này mà khủng nhất, anh có biết không? Khủng nhất thì đang triển khai Khoa. Đang triển khai. Bật mí một chút thì cái dự án đấy nó khoảng tầm gần 800 tỷ là chủ nhà mua dự án đã. Mua đất và nhà đã. 800 mét vuông. 800 tỷ là tổ hợp hay là một nhà của một người dân thôi? Một căn biệt thự bốn mặt tiền trong dự án. Rồi. 800 mét vuông đất. Khoảng hơn 2.000 mét vuông sàn. 2.000 mét vuông sàn, 800 mét vuông đất mà 800 tỷ. 800 tỷ. Ở đâu anh? Cái này thì mình sẽ bật mí sau bởi dự án bọn mình đang triển khai. Cuối năm 2024 là sẽ bàn giao. Nhưng mà ở miền Nam mình hay là miền Bắc? Ở khu vực này. Khu vực này ở Sài Gòn các bạn. Trời có ai mà nhà 800 tỷ em chưa hình dung ra luôn á. Trời có người mua vô nội thất nó làm 800 tỷ tiền nhà nội thất này nọ luôn á anh. Không, đấy là phần dự án, còn nội thất thì sẽ chiếm vào khoảng tầm 2 triệu đô. Khoảng trời. Tiền đấy. Má ơi, nhà không là 800 tỷ, nội thất 2 triệu đô là 50 tỷ. Đâu, bạn nghe dự kiến là như vậy. Trời. Bạn thấy đại gia Sài Gòn. Ui bên này nữa nè. Ui. Này có giường đẹp vậy. Trời. Đây là chiếc giường queen bed trong bộ sưu tập mới nhất của bên mình đấy. Bài giường chính là gỗ ốc chó hết luôn đúng không anh? Đúng rồi, gỗ ốc chó và da Ý. Này giường này nhiêu tiền anh? Giường này thì vào khoảng tầm gần 200 triệu. Giường 200 triệu cũng rẻ các bạn. Vậy thôi chắc là đặt cái giường luôn cho năm mới luôn đi. Giường 200 triệu nãy bộ bàn ghế khoảng 700 là 900. Cộng thêm cái lão nãy 200 nữa là 1 tỷ mốt. Đúng rồi. Còn thêm cái bàn ghế anh, 200 nữa. 200 là 1 tỷ 3. Đó. Còn giường này là giường kiểu basic đúng không anh? Đúng rồi. Giường basic. Cơ bản thôi. Bao nhiêu? Cái này bao nhiêu tiền anh? Giường này thì nó vào khoảng tầm 70-80 triệu. Ui rỉ hả? Chắc nụi không ơi, rổ ốc chó chắc quá trời chắc luôn. Nguyên khối đấy. Nguyên khối luôn á. Thiệt tự nhiên á. Còn này là làm theo kiểu gì đây, có salon trên ghế luôn. Lòng. Đây là các cái ghế cái sofa salon mà để hay để ở các không gian phòng sinh hoạt chung hoặc là kết hợp với trong phòng. Trời ơi, làm công công nhìn đẹp ha. Cái ghế nhỏ kiểu bình thường này là bao nhiêu tiền anh? Như cái bộ này thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm 100. 100 triệu. Còn da này là da bò thiệt luôn không? Da bò của Ý nhập khẩu đấy. Của Ý đúng không anh? Của Ý luôn. Da bò nhập Ý luôn. 100 triệu là bao gồm hết luôn anh? Tất cả cái phần sofa băng này. Sofa băng luôn. Ui cũng ok chứ bộ. Còn bàn này là cái bàn trưng bày đồng hồ đồ này nọ đúng không anh? Đồ trang sức đây. Đồ trang sức. Đây các bạn có tủ này trang sức trong nhà. Ok, thì tính là anh chuyên về thiết kế không gian nhà cửa này nọ xong rồi. Bỏ nội thất vô sau đúng không anh? Đúng rồi. Cái đồ này thì bọn mình sẽ setup theo không gian. Nên kích thước có thể to nhỏ theo tùy thích. Cái tủ này làm bao nhiêu tiền anh? Tủ này thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm 80 triệu. Tủ này 80 triệu ok các bạn. Anh có showroom bên Mỹ gì không? Chưa Khoa. Chưa hả? Lúc nào đang bảo theo chân Khoa đi sang đấy tìm hiểu. Ok.
Dạ bếp Mỹ nhớ hú em nha. Ok. Này là đây là hệ thống bếp và đảo ba. À, bếp đảo bếp đây nè. Thì cái tài là bao nhiêu anh? Như cái đảo bếp này nó sẽ dao động vào khoảng tầm 130 triệu. À, là bếp 130, nó nhỏ hơn chứ. Đúng rồi. À. Ok luôn. Thấy đẹp luôn. Ok vậy thôi chứ em đặt nãy em nói á. Vậy anh báo giá em đi. Ok, đặt thế thì mình sẽ xin cái contact của Khoa nhé, okay, xong okay. Mình sẽ cho bộ phận kinh doanh liên hệ để lên hợp đồng. À ok ok. Ừ. Ok, thôi cảm ơn anh Quỳnh nha, chút nữa chắc cái gì tối nay mình gặp đi ăn, okay. Anh cho em cái bảng báo giá. Rồi ok. Ok, mai mình gặp Khoa. À tối nay gặp, tối nay các bạn đi ăn với mình. Mình sẽ cho bạn coi bảng báo giá này nọ nhiều thứ hay hơn, hấp dẫn hơn. Ok. Ok, thôi cảm ơn anh nhiều nha. Ok anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đó, không nhận. Này là showroom này thuộc dạng là lớn nhất ở tại Sài Gòn và Gò Vấp chó rồi các bạn. Lớn nhất cả nước chưa anh? Mình cũng chưa biết là lớn cả nước hay không, nhưng mà chắc chắn là khu vực phía Nam này phía là lớn nhất và đầu tiên rồi đấy. Lớn nhất đầu tiên tại Sài Gòn các bạn. Ok các bạn, bây giờ là mình sẽ dẫn các bạn vô trong Times Square, vô trong nhà hàng có Michelin luôn, ăn với anh Xuân Hoàng. Các bạn coi đây là phố đi bộ ở đường Nguyễn Huệ. Bây giờ là sau hơn 3 năm mình mới đi dạo lại các bạn. Thì Kemen hướng quay lên trên, bạn thấy chữ Kemen thấy chữ Times Square không? Thấy tòa nhà Times Square không? Thấy Times Square không? Đó, dùng mình thấy chữ Times Square đúng không? Đúng không? Đó, trước mặt luôn các bạn. Ok, chúng ta sẽ vô trong tòa nhà này. Các bạn đi phố đi bộ hoài, bạn biết đúng không? Chưa biết trong đó bán gì ăn này nọ thì mình sẽ go review cho bạn coi cái nhà hàng có sao Michelin. Kemen mất 0.5 rộng rộng cho bạn thay xem. Trước mặt mình luôn. Thì mình sẽ review kỹ các bạn xem cách đi vô rồi đậu xe sao rồi. Đây, phố đi bộ hiện tại đang làm như đường Xuân đó sao các bạn. Nè. Chỗ này là lối vào. Đây các bạn. Đây là hướng đi xuống hầm nè. Nhà hàng vô trong Times Square. Review kỹ cho các bạn xem. Đây các bạn, ở dưới này dưới hầm nè. Nhiều ông rất thắc mắc đúng không? Đây. Ở hầm. Đây có boss giữ xe ở dưới đàng hoàng các bạn. Lâu quá mà tôi đâu biết đâu. Hai anh. Qua. Dạ. Anh bấm ra cỡ chạy xuống 12 giùm anh nha. Dạ dạ ok anh. Này hầm Times Square. Đó. Đây giữ hầm. Giờ xuống B2 luôn. Hầm thấy cũng khá là rộng rãi các bạn. Review chi tiết cho ông thêm tòa nhà mà khách sạn 6 sao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rất là đắt tiền các bạn, tòa nhà này. Ok các bạn. Dạ ok cảm ơn anh. Anh đi bộ lên tầng hả? Ok, dạ cảm ơn anh nhiều. Ok các bạn sẽ đi lên lầu 4 trên này các bạn. Theo chúng mình lên nhà hàng Michelin các bạn. Ở đây hả? Trời. Nào, phải có bên này có mấy anh dẫn hướng dẫn nhiệt tình quá. Ok anh, lầu 1 xong phải lên nữa hả? Đúng rồi, mình chuyển qua bên sảnh mình đi nha đẹp. À, diễn sảnh, anh chỉ em đưa đi luôn đúng không? Đúng rồi. Ok, trời ơi các anh. Vô. Ok. À, lầu 1 ha. Đây các bạn, thì thang máy dưới này là giác vàng hết luôn các bạn, nhìn đã không? Thì chúng ta sẽ lên dưới hầm, mình phải đi bộ luôn cá xong lên lầu 1 xong chuyển sảnh các bạn. À, mình chuyển sảnh lên trên này. Chờ bạn coi cái sảnh của Times Square. Ui. Đã chưa? Thôi, chào anh. Em lên nhà hàng. À, yeah, ok. Ui, nó nhìn sang chứ. Ủa, đi sao anh? À, thẳng luôn hả? Đấy các bạn. Vô sảnh rồi, dắt vàng không luôn. Ui. À, hai anh. Trời ơi, nhìn đẹp đấy chứ. Trời, đây ở dưới là khách sạn đúng không anh? Trời ơi, nhìn tôi không biết bao nhiêu tiền một đêm vậy, biết ở nhà bữa ở thôi. Dạ. Ok anh, dạ. Chắc em. Trời ơi, sảnh này đẹp đấy chứ. Trời ơi, nhìn bự quá chứ. Ui. Mấy ông thấy sao? Không gian à. Trời ơi, nhìn to bạn Times Square mà. Này là này nè. À. Đây các bạn, cái nhà hàng ở trong này là nhà hàng mình sẽ ăn là Long Chiều nè, là có Michelin luôn các bạn. Mời anh lên là 4 nhé. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, lầu 4. Rồi, cảm ơn anh nha. Chúc ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây, trong này thang máy to nữa, trời ơi, nhìn nó.
Giác đá, giác vàng rồi tùm lum tà la luôn. Ôi đây thật sự là mình nói bạn luôn, đầu tiên mình cũng vô tham sẽ quay mà đi lên cao gì. Lúc trước là mình review cái nhà hàng gì ở dưới cũng lâu lắm rồi các bạn. Bây giờ mới cái dịp lên trên này đó, vô khi chung mình coi cái nhà hàng Michelin như thế nào nha. Đây trên lầu 4. Ui đây bạn, mời các bạn vào. Đây là nhà hàng Michelin nha các bạn. Đây cho nên nè, đây 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 các bạn, nhà hàng Long Chiều Roja Babylon. Nhà hàng này có sang Michelin các bạn, nhìn sang không? Đây nè, ơi dắt vàng các bạn, cái menu lùi lùi các bạn sẽ thấy nè, cái menu lùi ra xíu bấm 0.5 bạn thấy không, view nhà hàng nhìn sang các bạn, không cách Trung Hoa. Ồ trên này đá pha lê pha đồ nữa các bạn thấy không, chỗ này có cục đá nữa nè, cái menu lùi qua đây xíu nè, này có cục đá phong thủy nữa các bạn. Thì nhà hàng này kiểu người người Hoa nên phong thủy đẹp các bạn đó. Ok giờ theo chúng mình vô ăn ha. Hai anh nhưng vô nhà hàng á có bạn dạ. À rồi cảm ơn. Đây các bạn cái phong cách tranh ảnh và trang trí nè, nhìn sang quá dạ. Đó chào chị, em có đặt bàn trước á, bàn anh Xuân Hoàng á. À dạ cảm ơn chị. Ồ nhìn sáng mà trời ơi rượu đá. Ủa đá này đá giống như đá, đá xịn á. Đây mà không gian nữa rộng quá chó. Đây các bạn hướng vô đây. À ui vô xa to các bạn, có phòng riêng mỗi chỗ phòng riêng sao á. À vô đây cái bên qua đây, qua đây. Đây à chào chị. Trời đi như là đi dạo phố luôn. Ai à, anh Thiên Hoàng à, người đẹp à, chào anh. Trời ở đây người đẹp à, chiều gặp chiều đúng không. Ôi ăn gì chưa, ngắm cái view rồi đúng không, rồi ngồi đâu ra đây hả, chưa chưa lần nào luôn, đi như mê cung luôn các bạn. Michelin hả? Nghĩa là bấm vô để kêu đúng không? Tại mình phòng private mà đúng không? Đúng rồi. Trời. Cái này muốn bạn muốn review này bạn phải hỏi người đẹp sorry bên này. Hôm nay người đẹp ăn chay vì ngày rằm. Nữa. Nói trước là trước cũng lần rồi đúng rồi. Không? Lại ăn chay nữa mà. Trời ơi. Sao anh? Lần tiên tới đây luôn đúng không? Mình cũng lần đầu tiên đây. À, lần đầu tiên luôn nè. Đây là bạn anh Xuân Hoàng đúng không? Đúng rồi. Quỳnh bạn anh. À, là anh Quỳnh là bạn anh Xuân Hoàng là thiết kế là mới từ Hà Nội bay vô. Đúng rồi. Đó là mới vừa hồi chiều là gặp các bạn đi qua mua nội thất đó. Thì hôm nay kiểu tụ tập ăn cái này dàn bạc ti. Đúng rồi. Đúng rồi, dàn bạc ti là cũng cuối năm luôn rồi. Đúng rồi. Rồi hai người đẹp này lại giới thiệu đi, hồi chiều trốn mất. Anh em dạ, chủ động giới thiệu đi. Em Tuân là à, nhân sự dưới anh Quỳnh. À. Đây là Triều Anh. À. Em là Triều Anh, em là quản lý của R Cộng chi nhánh trong Sài Gòn. À, hèn gì vô hết được, chiều vô có mình anh Quỳnh tiếp không à? Đúng rồi. Em là đặc biệt mà anh phải dặn là Quỳnh phải tiếp riêng em à. Có menu cho mượn cái menu mình coi thử cho bạn coi thử là cái menu nhà hàng bán gì nè. Em có chén đũa cho bạn này giùm anh. Tại Sài Gòn mình á, nếu mà nói mà điểm sắm á dạ, thì là nhà hàng này là một trong những là top của là top rồi. À, top là top, điểm sắm hả? Đúng rồi. Lâm có chiều. Há cảo giác vàng đồ này kia đủ hết. Dạ. Đây cái menu là đây cho không, nhưng mà menu giờ này là hết điểm sắm rồi. Điểm sắm chưa? Hết rồi. Đây menu của các bạn. À. Thì đây menu cho bạn coi thứ nhà hàng Lâm Chiều bán gì trong này trong Times Square nè. Này có Michelin mấy sao anh? Mấy sao? Cũng không biết mấy sao em. Đó. Dạ, mình có cái phần này các bạn. À, Michelin chọn lựa thôi chứ chưa có sao. À, chọn lựa. Đây cái món khai bị bạn 280-380 nè, các em thấy không? Đó. Món quay 600 này, đây vịt quay Bắc Kinh đúng không? Anh có kêu con vịt quay Bắc Kinh rồi. À nửa con là 1.8 triệu, con là 3.2 triệu đây đúng không? À ăn này là giá nè, súp nè, cá tim. Đây đây bạn coi giá. Nhiều ông nhiều khi đi phố đi bộ Biên Hòa cũng không biết trong này bán gì đúng không? Đúng rồi. Nhìn lên không biết bán cái gì. Nhiều bạn bào ngư hải vị nè. Nè nhiều á. Súp bào ngư là quá trời luôn. Hải sản tươi sống nè, có da cầm, có gà, tay cầm, món chay này có món chay cho người đẹp ăn luôn. Đây có món chay luôn, bạn ăn chay thì bạn có thể có menu riêng cho chay, rau củ đầy đủ nè, mì hủ tiếu luôn, cơm, đây lật lên nhanh nhanh để ăn cái đói bụng quá, chán miệng. À, buổi tối
Buổi tối là ăn là chiên và ở này mình gọi món à. Đây là cái gì anh? Cái này là món em gì? Ăn thử này là bánh cuốn nhưng mà làm bằng gạo lứt. À, bánh cuốn gạo lứt các bạn. Ngon không? Ăn thử miếng đi. Đó là giảm cân đó. À. Rồi, ăn thử miếng rồi bánh cuốn gạo lứt ha. Mời đẹp nha. Trời ơi sao vô tụi mình vô cái ngồi im hết luôn. Thiệt tình luôn á. Thoải mái nhặt đây mà bánh cuốn gạo lứt. À. Bánh cuốn tôm gạo lứt. Bánh cuốn tôm gạo lứt. Nha, mình quay cái này xíu con caramel ăn sau nha. Hôm nay sẵn là hôm nay gặp lại em là hết, lát nữa là mình phải giải thích lại cái quảnh tù xì cho mọi người hiểu mới được. Tao có gì nữa. Nhìn đẹp chứ. Này bánh xếp Hồng Kông. Bánh xếp Thượng Hải. Ủa sao qua tôi thường qua Thượng Hải rồi sao tôi không thấy cái này ta? Nó đúng thiệt tôi qua ăn phở chi bu ăn bánh mì. Nhưng ăn phở chi bu ngon mà em. Này nãy em vô cái thang máy thấy đẹp không? Đẹp, thang máy rồi dịch vụ rồi, từ dưới lên trên quá trời quá. Cái đồ này là nhập hết á. Nhập thiết kế, anh là chuyên về thiết kế mà. Đúng rồi. Sao giải thích cho nghe đồ này nọ đi. Lần đầu tiên anh vào đây thì anh đang phải lắng nghe để gọi là update đấy. Đang phải update. Hồi xưa là họ xây cái này kỳ công lắm. Và lúc mà khi mà khánh thành là họ tự đặt họ là có thể gọi đây những cái phòng nghỉ và cái cách phục vụ là được xếp là 6 sao. 6 sao quá. Là trên 5 sao. Trời ơi. Nhiều ý kiến. Hồi xảy ra vấn đề anh cứ lo cái quán này nó dẹp thôi. Cái vấn đề gì nói nghe coi. Vấn đề mà tôi đi hoài giờ tôi về Việt Nam giờ tôi mới hỏi vấn đề gì. Vấn đề thời sự. Không mà cái món bánh cuốn này ngon chứ bộ giòn. Ở đây ngon lắm. Ở đây mà điểm sắm ngon lắm em. Mình tưởng đâu là cái bánh cuốn gì nó dẻo nhưng mà nó giòn giòn bạn ăn cũng vui miệng. Còn cái này trong này xỉu lông bao nước cái kiểu anh ăn chưa? Chưa. Thử đây. Ok. Cái này là xíu mại sò điệp avocado anh. À xíu mại sò điệp avocado cho nguyên con sò điệp lên trên vậy luôn hả? Dạ, cái tuần này có hai cuốn rồi hả? Các bạn ăn gì vậy? Anh không ăn dưa leo. Đây là cuốn vịt quay các bạn. Đây làm sẵn luôn các bạn, cuốn xanh ở tím vàng đẹp dữ. Quay Suri là Suri ăn review à. Food review à. Bữa giờ cứ kêu tôi mời tôi qua hả, ăn hoài không thấy mời. Mời qua nhà ăn hả, để chuyển qua coi nhà xung hoàng mà không thấy mời gì hết. Lên vườn chơi. Đó không mời lôi không mời. Tự nhiên âm thầm nó lên. Bữa nay trên vườn anh có đủ thứ trái cây luôn. Thì đó thiệt là bạn là Suri là nhân vật quan trọng trong kênh của Khóc Búp mình đó các bạn. Bạn lý kênh của tôi đó mấy ông. Nó không phải là ngồi không gì đâu. Nhân vật quan trọng đó các bạn. Các bạn muốn coi cái gì mà review gì nọ thì bạn khi comment lên Suri thấy là Suri kêu Khóc Búp đi quay. Với giờ anh Hoàng là anh chuyên về nông nghiệp rồi xe cộ. Đi chơi ăn uống là mới Khóc Búp các bạn. Để anh Quỳnh ăn thử ngon không? Được không? Ngon em ạ. Hả? Ngon. Em ăn này ở đâu? Ngoài Bắc hả? Vâng, em ăn ngoài Bắc. À, ngoài Bắc cũng có luôn mà. Nhưng cái vị nó sẽ khác. Cái này khác. Nó à, khác. Này chấm gì ta? Đây. Cái nước chấm đó. Đây. Sao? Nước sốt đặc trưng riêng. Wow. Vừa vừa thôi nha, nó hơi mặn. Mình ăn lẹ thử sao? Ngon lắm. Ngon ha. Mấy em nội là em thích ăn mấy cái kiểu thịt thà rồi á. Các ba nữ thích đêm rôm đêm nò. Nhìn mấy em nội là biết rồi. Bự con quá. Đúng không? Nãy còn lên. Nó liên tục má chở cho điệp luôn. Bự. Em gọi anh đây là cái món súp vi cá hồng xíu. À, nãy giờ vi cá ăn mấy lần rồi bạn? Súp vi cá hồng xíu. Hồng xíu là thịt xé xíu đúng không em? Dạ, hồng xíu là cái sốt á. Dạ. À, sốt. Thử cái này coi. Để bi cá nữa bạn. Phải không? Hay là miếng? Không biết không biết. Giờ hỏi nông nghiệp anh Hoàng anh mới rành thôi chứ. Cái này là bi cá gì chị? Dạ cái này bi cá mập đó. Bi cá mập đúng không? Nhưng mà cái nào là bi cá? Cái này là bi cá chưa? Dạ cái này là toàn bộ là bi cá hết. À, toàn này là bộ là bi cá mập hết các bạn. Cái đó. Này có kèm thêm một tí giá. À cái giá rồi bỏ vô cho em luôn chị. Rồi đó. Ôi, quá dữ, ăn đẹp quá, màu mè quá. Ăn xíu, ăn đi anh Vinh. Rồi anh. Đó. Anh Quỳnh là 18 năm trong thiết kế và có danh tiếng gì chưa? Ở ngoài Bắc ai biết không? Ở ngoài Bắc thì cũng anh em trong nghề thì cũng biết nhau nhiều. Ừ. Thì giống luôn nhá. Chơi thi công luôn mà. Chơi thi công luôn. Đẹp
người ta nhận cái công trình mấy trăm tỷ rồi, hỏi có ai biết không? Trời ơi, mấy trăm tỷ không? Giờ em tính làm cái biệt thự cũng tầm 300 mét vuông rồi thì không nhận rồi, thôi khỏi mời luôn. Mới chưa? Hồi chưa đó, ảnh kêu anh mang làm cho cái công trình. Một cái nhà mà 800 tỷ phải không? Cái diện tích đất là anh nói là 800 mét. Mà là nó là cái bùng binh luôn. Không hiểu là nằm ngã tư là bùng binh luôn chứ gì nữa. Nhưng là bốn mặt thoáng đấy. Nhìn bốn mặt tiền. Trực tiếp quận 1 này. Đó, nhìn trực tiếp quận 1. Đó các bạn, 800 tỷ. Dễ bèo không? Gì dễ bèo. Thật ra trong năm nay á, 800 tỷ là bằng 2.000 tỷ năm trước. Bây giờ đúng rồi. Kinh tế khó khăn mà có 800 tỷ tiền mặt ra ngồi chơi rồi ghê lắm bạn. Cách đây 7 năm thì nó khoảng 100 tỷ. Cái đây 7 năm 100 tỷ giờ 800 tỷ. Trời mấy lời dữ vậy. Không, cái tiền làm. Cái tiền làm không. Nghĩa là cái riêng tiền đất với cả tiền xây thô thì nó không đáng. Nhưng cái giá trị của đất nó tăng lên. Cái chuyện vô nắc lên. 7 năm trước 100 tỷ bây giờ 800 tỷ chị đi buôn đất là buôn đời không lỗ hả ảnh? Sao lỗ được? Trời ơi. Đất chiếm hết chứ đâu có bây giờ mọc thêm em. À. Cái câu này giống giống lùa gà hay rùa đồng rùa phượng. Người ta đã kêu là bất động sản là cái tài sản bất động. Đúng không? Bất động đứng chỗ à. Nãy giờ rồi. Anh Hoàng nãy giờ vô là gì? Đặt ra bất động sản, pha nông nghiệp rồi này nọ, không là nói về xe nữa. Bữa nay là mình tư vấn về bất động sản. Bất động sản. Nhưng mà là đó là một cái phạm trù khác hoàn toàn luôn. Người ta hay tư vấn là đất nền, đúng không? Đất biệt thự, bất động sản nghỉ dưỡng này không? Đất vườn nha. Đất vườn. Vườn đúng nghĩa nha. Vườn là gì? Là phải có thu hoạch nha. Đó là phải có đầu tư, phải có cây và nó phải có mùa vụ và phải thu hoạch. Có nghĩa là mình sẽ không bận tâm tới cái giá trị của nó tăng hay xuống, nhưng hàng năm mình vẫn có thu từ nó đem ra. Đó. Và đôi khi thật sự mà nói, nếu mà tính trên cái giá trị đầu tư mét vuông, giá trị đầu tư số tiền mình bỏ ra và số tiền mình thu hoạch cao hơn cho thuê rất là nhiều lần. Thì một miếng đất 3 tỷ thôi có thể thu hàng năm 1 tỷ rưỡi 2 tỷ chuyện bình thường. Nghe hấp dẫn hả? Cũng đang đùa tôi đúng không? Đang lùa đồng. Ai mà lùa nổi thuê. Đó rất là bình thường luôn. Đó hơn xa cái tiền mà em cho thuê. Mà cái giá trị, tại vì hiện nay là tất cả cái tuyến ngoài Bắc là như ở Quỳnh với em là ở ngoài Bắc đang thấy cao tốc xong rồi. Miền Nam bây giờ mới bắt đầu. Mới hiện tại mình mới tới được Phan Thiết, sắp tới có Nha Trang. Và sau chuẩn bị năm nay là khởi công Sài Dầu Dây, Bảo Lộc Liên Khương Đà Lạt. Đó nó khác nữa. Mình mua đất vườn bây giờ nó vẫn đang tính bằng xào, bằng mẫu. Mai mốt nó xuống chứ mà mít vuông luôn mét ngang mét ngang mét ngang xong nó mít vuông mét ngang thôi là khác rồi. Rất lớn đúng rồi. Ghê không? Cái văn này không nhận luyện bữa giờ rồi đó. Có tố chất là anh Hoàng chứ mày có tố chất rồi chuyển qua bất động sản đó. Đúng là về tương lai nông nghiệp là tương lai không cái đất vườn của anh anh sẽ cố gắng không có ấy không nó thông và sau này nó là một cái tài sản vô giá cho con mình. Vì sau này khi mà em nghĩ đi, thành phố mà nó phát triển lên, tự nhiên con anh nó lớn, nó khoe rồi. Ba tao cho tao miếng vườn mấy bọc luôn. Dữ dằn lắm. Lúc đó đâu có đâu mà mua, ở đâu ra mà mua. Đúng rồi. Bây giờ em cứ tưởng tượng đi như quận 7 hay là Hóc Môn hay là gì, ở đâu ra mà em có miếng mấy bọc. Cho anh cái bị cán nó ok không? Hãy mua đất vườn thì alo cho. Trời ơi trời ơi. À, anh Hoàng anh đang bay mất vườn, anh đang đi mất vườn liên hệ anh Hoàng. Đó, bây giờ chốt cái câu đó quan trọng nhất nãy giờ. Rồi, nói dụ gì anh nãy nghe hỏi dụ mà cái gì phù xì là sao? Có nghĩa là hôm bữa là anh với Khoa đi ăn. Em có xem video đấy. Đó, thì là khúc cuối anh có nói Khoa là giờ hai anh em mình chụp ảnh phù xì. Anh sẽ ra cái kéo trước. Đó. Để coi là ai sẽ trả cái bữa này. Đúng ra kịch bản á là khi thằng Khoa nó sẽ tin anh, nó sẽ ra cái búa để nó dành nó ra cái bao để nó dành trả tiền. Thì lúc đó anh sẽ nó ra cái búa để nó cái bao chứ. Là cái bao để thua để ai thua trả tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Lúc đó mình sẽ đổi lại cái búa là mình thắng. Nhưng mà mình quên đúng không kịp. Khi mình giữ luôn. Tại vì anh ngồi với mình nói nhanh quá, mình làm nhanh quá nãy số nói liên tục mất tập trung. Cái bạn kêu là anh nó lùa ra.
Lừa quá. Không có đâu bạn, thì thật sự là anh em mình chơi với nhau rồi, có Suri là quản lý kênh của mình mà các bạn. Không ai mà kiểu như có bữa ăn không nhiêu tiền các bạn. Không ai mà đi lừa hay chơi nhau gì đâu mà. Mấy ông các bạn tán cắt clip ra, bạn tán cả một thời gian dài nó lừa qua cái bữa ăn. Nghĩ sao? Là bên vàng nghe tóc bách bạc các bạn, trước là tóc đen đen mà nghe xong cái ông comment vậy xong rồi giờ. Giờ mới có hiệp lâu lâu lắm mới có dịp gặp lại nữa mà nói đúng không anh Hoàng? Thanh Minh, Minh Thanh Nga. Dạ, xin phép gia đình mình đây là con cá bóng tượng số mở. Bóng tượng nó là cái sông hay cái biển chị? Dạ, cái này cá sông. À, cái sông, dạ. Bóng tượng, xói mỏ. Giờ có xói lên chưa? Dạ, xong hết rồi. Xong rồi. Thì lấy anh Hoàng ngồi cái xói mỏ, mở lên. Dạ, xin phép em đem ra ngoài em xem cho mình nha. À, cái bên còn gần cho coi cái bóng tượng rồi các bạn. Trong nhà hàng Michelin là... Thôi, ở đây. Gì em? À, cá hả? Nói cái bóng tượng đúng không? Tranh thủ review đẹp cho để còn nói chuyện đúng không? À. Thôi đi anh em review cho nhanh nhanh các bạn coi, bạn đây cái bóng tượng nè. Ừ. Ừ. Ngon á, giòn rụm à. Giòn nè. Ừ. Đâu bị tanh vậy? Anh Trung Hoàng thích ăn cá không? Thích. Ừ. Nhưng mà thích ăn cá thác lát. Ừ. Dạ, nó có tùy thôi các cái hàng. Anh gửi cho mình món tôm sốt xoài à. À, tôm sốt xoài là món cuối rồi đúng không? Dạ. Đó, tôm sốt xoài. Đó. Để chuyên ra. À. Dạ, chắc mẹ bên em có cái dung chi cam lộ á, trong nhà mình có cái dung chi cam lộ. Kem đi, có kem mà đúng không? À. Dạ, bên đây. Không có kem. Tôm. Hoặc là mình có bánh trứng chiên. Hoặc là ừ. Anh Hoàng. Ngon, ngon lắm. Anh đang ngồi ăn khoai không ăn mì hả? Tôm sốt xoài. À, anh em mời nướng không? Trời ơi, vô review luôn. Đây là mì vịt. Mì vịt quay Bắc Kinh đúng không ạ? Ừ. Công nhận về mất tiền ok anh ngoài ha. Anh Chiên chờ bả Lâm, coi chưa đi Trung Quốc chưa? Bả Lâm này nó biết Biển Kinh này nọ gì không anh ngoài? Anh chơi bao nhiêu kỳ rồi? Đây bạn, đây là keo thủ bả Lâm rồi. Game thủ, game thủ. Nghiêm thủ. Chơi con gì, chưa chơi phá gì? Thôi là đầu là biết ngõ qua đường môn. À đường môn giống em là đường môn. Đường môn gì? Thần pháp á. Đường môn gì? Mà lúc đó là chơi tiêu. À chơi tiêu. À môn tiêu là cái tiền chiêu của nó là giếp hồn đặt ảnh. Giếp hồn như giếp chạy không được không á? Cái gì nó phóng giếp chạy không được không? Đúng không? Trong tổng kim mà hay thả theo giếp lại không má rồng mấy em chín mấy là em không biết à? Chín rồi đúng không? Chín là liên minh. Thời đó là tụi anh chơi 20 năm về trước. Thời đó tụi anh chơi võ lâm á là vui lắm thật sự. Lúc đó cái Vina Game họ thành công đúng họ rồi. Tạo được một cái cộng đồng tại vì thật sự và cái kiếm hiệp Kim Dung nó ăn vô máu rồi mình coi mình ghiền quá. Thành ra khi mà có một cái game nó nhập vai, em biết không, tụi anh chơi đời đầu hồi xưa là internet dial up bằng điện thoại, cắm vô cái line, móc cái line vô nó kêu cái mình chơi nó đứng cái gì vui lắm. Trò chơi nó khổ sợ lắm. Xong sau đó là tập hợp ban chủ ban phái đồ này kia, là khi có mấy anh lớn đi xe hơi mẹt tới nhưng mà vô tới nơi dạ chào ban chủ em xin lỗi em tới ngồi dưới kia chơi nó quy củ lắm. Ban chủ là ngồi bệ về kia thì ra là ổng làm nghề là chủ tiệm net còn quy một đám như tài giám đốc không còn ngồi bốc bút ở dưới. Thế em gửi mình cam lộ hả? À, dương chi cam lộ nghe giống như trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mới uống nước cam lộ Bồ Tát đó anh. À. Này các bạn có vàng à, nước cam lộ, nước của Quan Âm Bồ Tát rải rải á. À dạ. À, nước uống nước cam lộ á. Nó lúc lúc Ngộ Không bị Hồng Hoàng Nhi đốt nóng quá xong rải nước cam lộ xuống là dập tắt được lửa tam muội. Đúng không? Sorry là chuyên về bên Phật giáo mà. Rành đó. Giờ mình ăn xong là mình sẽ anh có đưa em cái gì quên không? Hợp đồng sư toán. À hợp đồng đó nguồn nội thất các bạn tốt. Rồi á. Ngoài ăn cái gì? Anh thôi anh uống trà được rồi. Ừ. Cục giòn rã chứ. À đây. Đây các bạn coi báo giá nè. Đây bạn có hợp đồng báo giá thi công thiết kế các bạn. Nhìn chuyên nghiệp không? Là để anh mình có làm hai phương án gửi cho khoa tham khảo. Dạ. Phương án thì như lúc chiều mình cũng có trao đổi với nhau. Dạ. Dựa trên các cái đầu mục mà khoa cũng lựa chọn.
Ngoài ra thì mình cũng đưa thêm các cái set khác để mình lựa chọn thêm. À, đây các bạn. Ở đây luôn cái báo giá thi công mỗi hạng mục nữa bạn là hết 1 tỷ 231 triệu. Bộ sofa 742 triệu, bạn thấy không? Cái giường nè, đây là cái giường đúng không anh? Cái giường mình đẹp 256 triệu đúng không? Đúng rồi. Nó gồm thành phần là gì đây? Cái giường này và hai táp này. À, hai cái táp 46 triệu. Còn cái này là cái một cái bộ gì nữa đây? Ra giường hả? Đây là khung xương đầu giường. À, gỗ đầu giường. Mình sẽ bóc tách kỹ để xem. À, bóc tách thì thay đổi vật liệu. À, thì tổng hết là giá tiền này đúng không anh? Đúng rồi. Các bạn 1231. Rồi, giờ chồng này ai trả đây? Giờ mình nói xù xì đó. Khi mà có ba người nó không gọi là xù xì nữa. Chứ là gì? Nó gọi là kéo búa bao. Kéo búa bao đúng không? À. Giờ kéo búa bao là giờ sao? 1 2 3 ra rồi, ba người bơi ba rồi, đây thì ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Giờ ba cái nó thắng thua sao ai trả? Khi nào nó sẽ có, nó sẽ chắc chắn nó sẽ tới một cái là hai người cùng ra một cái, một người thua. Ừ. Nên anh nghĩ là mình chơi cái ngẫu nhiên chứ không ra trước nữa. À. Nó từ từ. À, ok. Được. Hoặc là tay trắng tay đen cũng được. Biết tay trắng tay đen không? Úp hay ngửa, úp hay ngửa. À. Rồi giờ 1 2 3 úp hay ngửa. Thì cái một người mà khác hai người còn lại là người đó trả tiền. À. Người hấp dẫn á. Rồi giờ để là sau là bây giờ mình vô lên nè. Rồi. Giờ úp hay ngửa nha, như là người nào mà khác hai người còn lại người đó trả tiền. Đúng rồi. Rồi chơi số đông. Đó. 1 2 3. Anh em mình Sài Gòn á. Em phải nổi quá. Rồi cảm ơn con nhiều nha. Rồi. Đấy, xin mời mai không được. Cái này là ngẫu nhiên đó nha. Ngẫu nhiên nha. Đó. Đó được ăn, được anh Quỳnh trả tiền rồi được tặng quà nữa nè. Nè. Dạ. Đây có em ha. Wow, đặc sản của Bắc đó không Quỳnh? Anh Hoàng với cả Sari. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Đặc sản ngoài Bắc đúng không anh? Quá trời, tôi vui thử xem có gì. Giản dị thôi, nhưng mà tất cả là... Tôi có gì nè? Ồ, miếng dông nè. Miếng dông chuẩn. Miếng dông. Đây là... Thì châu. Đấy. Châu gác bếp hả? Ui, châu gác bếp đúng không? Đây hot gen nè. Đó là gì? Lạc xưởng. Lạc xưởng. Đó. Ủa này là... Măng. Măng khô, măng chua, chua không? Không, mấy măng khô. Anh nhìn măng khô này anh tưởng con tôm tích. Măng khô non. À, còn đây là nấm. Đây nấm là mục nhĩ. Mục nhĩ là mục nhĩ tự nhiên. À, dễ tự nhiên. Còn đây là con nấm. À, đây nấm mẹ trôi rồi, đặc sản lúc mà biết mặt. Em nhìn là toàn mớ em nấu ăn không đó. Xô đi thứ 8. Rồi, cảm ơn anh lần nữa nha. Rồi, cảm ơn team nhiều nữa nha. Cảm ơn bên Rà Cộng rất là nhiều. Trời, cái hội hợp tác này nọ nhờ anh Hoàng anh cũng dắt mối đây chứ đâu. Tôi là em làm 1 tỷ 2 là anh có 10% thôi. Làm 1 tỷ 2 thôi có 10% đấy các bạn. Cuộc sống mà các bạn. Cái view là bạn đây, em lại đây. Các bạn kêu đây view độc địa lắm nè, nhìn nè. Đó. Đây là phố đi bộ. À, các bạn thấy không? Ở dưới nhìn các bạn thấy không? Phố đi bộ Nguyễn Huệ. À, nhìn nguyên dốc luôn các bạn. Cái toilet nè, toilet nè. Đây, có phòng riêng, trời ơi, có phòng riêng, đây cái phòng là phòng VIP, bạn trong này có cái riêng luôn nè. Trên Times Square nè, bạn vô đây, cái bên vô đây. Rồi anh Hoàng nó chờ xíu, đó, cái là bồ, bên kia là cái nhà vệ sinh. Bấm 0.5 đây, bấm 0.5 đây cho nó thấy rõ, đó, thấy anh Hoàng. Đây, phòng VIP các bạn đàng hoàng nha. Trời. Có cửa không? Đó là bằng chrome. À, có cửa bằng chrome. Xịn gì luôn hả, thiệt luôn hả? Nhân khách tự ý, nhập ý nha. Đó, quá dữ. Quá quyền phòng VIP quá mấy ông. Còn có cửa bí mật nào nữa không? Đây là cho các bạn thấy cái sự xa hoa của một cái quán ăn gọi là cung đình. Cung đình. Đó là chúng ta thấy dán tường là bình thường rồi. À. Này bọc gấm nha. Này gấm thiệt luôn hả? Gấm lụa. Này anh kêu gấm của thời nhà Thanh các bạn. Ừ. Gấm này không đơn giản đâu. Vậy là anh bạn rõ tiếng về cái tiếng quà tiếc nè, thấy không? À. Bông hoa. Bông hoa nó không có đơn thuần là một cái bông hoa đâu. Nghe bạn nhìn kỹ ở đây mình thấy. Hoa mẫu đơn á. Đúng rồi. Thêu lắm, thêu bằng tay luôn hả? Handmade luôn. Quá rồi, quá dữ. Ở đây em có bao nhiêu bàn em? Dạ, em lên em có tổng cộng là 3 từ đây tới đây. À. Em hồi xưa người ta nói cái này là cái gì? Cái này là à, thẻ xe đây bạn. Đây nè. Vô được thẻ xe miễn phí. Đây nè, cái gì bằng vàng nè. Thiệt. Với bằng vàng thiệt luôn hả? Ừ. Ui. Bạn thiệt hả? Bạn thiệt má, nói gì? Ôi, dĩa bằng thiệt luôn, nãy giờ bàn anh không có. Có nghĩa là khi mà khách chưa tới thì sẽ trưng cái dĩa bằng vàng. À. Khách tới là giấu đi bạn. Rồi, giấu ra hả? Giấu lấy sao? Ủa, dĩa bằng vàng thì ở Times Square mấy ông? À. Tức là bằng nguyên cả dạ, đĩa luôn đấy chị.
Trời ơi, em thì quen dĩa luôn không? Nguyên sự luôn. Cho không nói. Không, nhưng mà lúc có người là phải giấu. Trời ơi, mấy người cái gì? Tôi đủ thì sao? Dữ luôn. Dữ mà, thiệt mà. Ui, mà thấy nó sự xa hoa của Times Square chứ hình như là 6 sao anh. Khách sạn 6 sao đúng không anh? Đúng rồi. Khách sạn 6 sao, nhà hàng thì được Michelin Guide. Nó mặn thấy không? Giờ tôi ăn xong ra tôi để anh bạn giới thiệu nè. Nãy vô cái bạn kia đó. Cái đá này là phỉ thúy đúng không? Đúng rồi. Thấy không? Đây gặp phỉ thúy thôi không? Thường thường cái nhẫn gặp phỉ thúy nhỏ 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 khoảng 2 tỷ là 100 ngàn đô đây nguyên cục đá luôn không? Má mà nhiều tiền cục này chắc cái triệu đô hả? Đó là... Ôi ôi má ơi. Đây là vàng thiệt luôn không? Là vàng thiệt không? Hả? Dạ. Không hả? Bỏ quầy. Làm sàn ma bồ. À sàn. Sàn đá ma bồ. Đá này thì sao? Xịn không? Đá phong thủy. Đá phong thủy. À. Đây là chùm 2 và 2 tỷ cái đúng không? Không, anh nói thôi được rồi, anh cứ... Được rồi, anh cứ... Được rồi, anh cứ... Nhà hàng hả? Lòng chiều đẹp không? Đẹp lòng luôn. Cái lòng Bristol này nè. À, lòng Bristol, quay lòng Bristol cái gì đó. Lòng kim cương đó. Phải không? Không, giờ đợi anh. Là thủy tinh nhá. Thủy tinh Bristol. Của Smarty gì hả? Mắc tiền không em? Cái bản Michelin. Ồ, bản Michelin nào? Đây. Trời ơi, phải quảng cáo như này là đặt ngoài Phạm Hồng Thái nha các bạn. Michelin hết rồi. Ờ, à, vui vui em biết không? Đi xuống đi, bậy quá, bậy để xuống đi về cho con ngủ.